lại nữa thiện hiện nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu hành bát nhã ba la mật đa nhưng chẳng thấy có bát nhã ba la mật đa là sở hành lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở hành bát nhã ba la mật đa nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu hành tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa nhưng chẳng thấy có sở hành tịnh lự cho đến bố thí ba la mật đa lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở hành tịnh lự cho đến bố thí ba la mật đa nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy an trụ pháp không nội mà chẳng thấy có sở trụ pháp không nội, lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở trụ pháp không nội. Nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi Pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy, sở trụ, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Nếu khi nào đại Bồ Tát tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa thì khi ấy đại Bồ Tát tuy an trụ chân như mà chẳng thấy có sở trụ chân như, lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở trụ chân như, nếu khi nào đại Bồ Tát tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa thì khi ấy đại Bồ Tát tuy an trụ pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ mà chẳng thấy có sở trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy an trụ thánh đế khổ mà chẳng thấy có sở trụ thánh đế khổ lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở trụ thánh đế khổ nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy an trụ thánh đế tập diệt đạo mà chẳng thấy có sở trụ thánh đế tập diệt đạo lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở trụ thánh đế tập diệt đạo nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu bốn tịnh lự mà chẳng thấy có sở tu bốn tịnh lự lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu bốn tịnh lự nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu bốn vô lượng bốn định vô sắc mà chẳng thấy có sở tu bốn vô lượng bốn định vô sắc lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu bốn vô lượng bốn định vô sắc